Xin được kính chào cô chú và các anh chị. Có rất nhiều khán giả thì cũng hỏi em về một số những dòng model rẻ của Sony ở thời điểm hiện tại, từ giá cả rồi có sự so sánh để làm sao mà lựa chọn giữa cái phân khúc rẻ đó của Sony với một số những model 2020 hoặc là một số những model của Samsung hoặc LG. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em cũng cung cấp cho mọi người thêm một chút giá cả cái biến động trong cái đợt nghỉ lễ này. Rồi sẽ so sánh luôn ở cái phân khúc giá rẻ của Sony này thì xem rằng là chúng ta nên lựa chọn model nào nếu mà để lựa chọn giữa 2021 với 2020 hoặc là Sony với lại LG hoặc Samsung. Thì đầu tiên là cũng sẽ gửi tới cô chú và anh chị một cái tin cũng khá là vui về cái giá cả thị trường, đó là đặc biệt là dành cho những cô chú nào mà ở phía Bắc. Đó là vừa rồi thì do là cái đợt giãn cách xã hội trong miền Nam ấy, thì hai cái thị trường lớn đó là Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương thì họ không đẩy ra hàng được, nên là đối với cái lượng hàng tồn kho ở các siêu thị điện máy lớn ở bên trong đó thì rất là nhiều, nên là vừa rồi họ cũng đẩy một loạt ra phía Bắc. Điều đó nó làm cho giá cả của một số nhãn hàng, đặc biệt là bên LG, Samsung cũng có, là xuống, cái giá nó xuống khá là sâu. Thì chút nữa ở đoạn cuối video thì em sẽ nêu cũng chia sẻ với mọi người một vài những model mà giá rất là tốt và nó có cái cấu hình cũng nên lựa chọn. Cái phần giảm giá như thế này thì đây là cái phần mà em chia sẻ thật lòng, nghĩa rằng là nếu mọi người mà đi mua một số những model 2021 thì mọi người có thể tham khảo ở một số siêu thị điện máy lớn, đặc biệt là những siêu thị chuỗi mà có cái chuỗi trong cả nước, họ giá tốt hơn bọn em, nói thật lòng là tốt hơn. Nên là để mà mọi người tối ưu hóa về cái mua sắm ấy, thì một số những model sâu của LG và Samsung thì mọi người có thể tham khảo sang kênh điện máy lớn. Thế còn còn giá Sony thì nó cũng không biến động nhiều, nên là có thể mọi người mua của em cũng được, mà mua ở các siêu thị điện máy cũng được, không sao cả. Thế còn mỗi chỗ LG với Samsung thôi thì mọi người có thể tham khảo. Đặc biệt là cái đợt lễ này thì có nhiều siêu thị họ chạy cũng sâu lắm, rẻ hơn cả bên em đến 2-3 triệu một sản phẩm là còn là bình thường. Quay trở lại với cái model rẻ nhất của Sony 2021 ở phân khúc 4K năm nay thì sẽ là cái model X75. Model này thì em cũng nói trước, đây là model là made in Việt Nam. Mọi người cũng không nên dị ứng quá với lại cái made in Việt Nam này. Thật ra là trước đây, đa phần những năm trước đây, thậm chí là 2020 thì đa phần mọi người vẫn đang sử dụng những hàng made in Malaysia, made in Indo, đúng không ạ? Và nó vẫn xảy ra những cái sự cố về màn hình hoặc là về các vấn đề liên quan linh kiện vẫn xảy ra bình thường. Nên là dù made in Việt Nam hay là made in gì thì mọi người cũng không nên để nó thành một cái yếu tố quan trọng quá khi mình đi lựa chọn. Mà đặc biệt em còn thấy rằng là chính những cái đồ điện tử mà được test và kiểm tra tại Việt Nam khéo khi nó lại còn cảm giác như là nó còn phù hợp với lại cái điều kiện điện lưới rồi điều kiện khí hậu ở Việt Nam hơn ấy. Tiếp nữa thì sẽ là đến công nghệ của model này. Model này thì nó có một cái điểm nhấn tốt hơn so với lại cái model X7500H năm ngoái là ở cái công nghệ LED. Tức là đối với X7500 năm ngoái thì model 43 và 50 inch của nó thì chỉ sử dụng cái LED viền thôi. Còn cái model năm nay thì 43 và 50 inch thì đều sử dụng LED nền hết. Nên là mọi người sẽ có thể là sẽ xem được hình ảnh nó sẽ tốt hơn, chất lượng hơn. Model này nếu mà so với lại các phân khúc 43 và 50 inch rẻ trên thị trường thì gần như chỉ có mỗi model này là chạy LED nền. Còn đa phần là cái phân khúc rẻ thì chủ yếu là chạy LED viền, ví dụ như là TU6009 của Samsung hoặc là TU7000 hoặc là một số những model rẻ của LG cũng đa phần là ở cái phân khúc 43 với 50 thì toàn chạy LED viền thôi. Cao hẳn lên thì em không nói, ví dụ như cao lên thì nó mới là chạy LED nền, ví dụ như là đối với Sony thì từ những dòng 8500, 9000 thì em không nói rồi. Còn bên LG thì các dòng ví dụ như là UV8001 của 2021 này chẳng hạn. Thế còn Samsung thì gần như họ toàn chạy LED viền không thôi. Năm nay Samsung thì từ AU7000, AU8000, AU9000 thì toàn LED viền hết. Đối với model X75 này thì công nghệ màn hình thì sẽ là công nghệ màn hình VA mọi người ạ. Cái này thì cũng không có gì đặc biệt lắm, tại vì là đối với cái tiêu chí mà cấu tạo TV của bên Samsung, của bên Sony này và bên LG nó khá giống nhau. Tức là cứ dưới 50 inch thì thường họ hay sử dụng cái màn hình VA. Tại vì là cái màn hình VA thì độ tương phản nó rất là tốt. Với tội là cái góc nhìn nó hơi hẹp thì đối với chiếc TV bé như này thì cũng không quá quan trọng lắm về cái việc đó.
Tiếp là những cái công nghệ thì model này sẽ sử dụng là cái tần số quét ảo Motion 200. Thì cái tần số quét ảo này thì em đã có một cái video nói khá là sâu về tần số quét rồi đấy, chia sẻ khá là sâu. Thì nó cũng có những cái điểm mạnh và nó cũng có những cái hạn chế. Điểm mạnh là nghĩa là gì? Nếu mà với những công nghệ Motion Flow này ấy, thì nó cũng hỗ trợ cho hình ảnh nó mượt và nó chèn thêm những cái khung vào, thì rõ ràng là mình xem hình ảnh nó sẽ nhìn nó sẽ liền mạch hơn. Tuy nhiên nếu như mà mọi người chỉnh nó ở mức độ cao quá và cái chất lượng hình ảnh đầu vào nó không phải là quá tốt, mà mọi người để ở cái mức max, mọi người để ở cái mức Motion Flow, phần cài đặt hình ảnh mà để ở phần max, thì nó nhiều lúc xem nó hơi bị giật. Thậm chí là có những ví dụ như trong thể thao mà đá bóng chẳng hạn, thì có nhiều khung hình là trái bóng vì nó chèn rất là nhiều nhưng mà nó xử lý nó xóa chưa kịp, nên là có thể là nó vẫn để ra hiện tượng là nó thành cái vết bóng ở phía sau là vẫn còn. Nên là để cao quá thì cũng không nên. Ở phần này nếu mọi người muốn sử dụng cái tần số quét ảo này thì mọi người vẫn ấn chế độ là bật Motion Flow, nhưng mà mọi người chuyển về cái mức min, tức là nhỏ nhất hộ em. Thì đây là về tần số quét. Tiếp là một cái điểm nữa cũng rất là hay ở model này, đó là nó cũng có cái công nghệ bộ tứ bảo vệ. Thì cái bộ tứ bảo vệ này thì em cũng vừa làm video hôm trước rồi. Nói thật ra là bộ tứ này thì không biết là nó có hiệu quả nhiều hay không, nhưng mà ít nhất thì những cái thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay được, ví dụ như là xem ngay ở phần sau lưng của chiếc TV này, mọi người thấy rằng là nó thiết kế gần như là sẽ không có khe hở, đâm ra là chắc chắn là cái việc mà bụi bẩn này, rồi những cái vấn đề mà ví dụ như là bị ẩm ở phía sau nó vào thì nó sẽ hạn chế hơn. Thì rõ ràng là có thể là nó cũng mang lại một cái gì đó an tâm hơn cho người sử dụng. Rồi các công nghệ chống sét hoặc là công nghệ chống sốc điện các thứ thì em cũng đã chia sẻ video trước rồi. Thì có model này, model X7500H năm ngoái, model X8000 và X8500 thì đều có. Tiếp nếu để mà so sánh về cái hệ điều hành thì năm nay thì X75 này sẽ sử dụng hệ điều hành Android bản 10 chấm. Cái bản 10 này thì thật ra là đối với Android thì mọi người cũng, nếu là những model năm ngoái thì mọi người vẫn có thể update lên được. Nếu như mà trên TV mà họ có cái bản update rồi và hiện lên cái phần là có update phần mềm hay không thì mọi người up lên được, nên là cũng cái này thì cũng không quá quan trọng. Tiếp là cái phần mà mọi người hay hỏi nhất ấy, là cái phần kết nối của nó với Bluetooth các thứ. Thì nói thật ra là model này có Bluetooth, nhưng mà để mà kết nối nó với lại đa các phương tiện hoặc là đa các đầu vào thì nó hơi khó. Đa phần là chỉ kết nối được với cái dạng các loại đầu Bluetooth, phải là kết nối với các thiết bị gần như là phải ở dạng nó cũng phải là chuẩn và cao một chút thì mới kết nối được. Chứ còn nếu mà những cái như mọi người hay hỏi về kết nối cái loa kéo, loa kiếc thì không kết nối được đâu mọi người nhé. Không kết nối được, khó lắm, không dò thấy đâu. Rồi một số những cái công nghệ kết nối với điện thoại thì chủ yếu là hỗ trợ là trên trôm cát là chính. Nghĩa rằng là kết nối chủ yếu là đối với điện thoại Samsung hoặc là những điện thoại chạy Android. Thế còn nếu mà chạy iPhone thì vẫn chỉ chạy trong các ứng dụng trôm cát thôi. Ví dụ như là mọi người vào YouTube thì nó mới có trôm cát, thì vẫn kết nối được nhưng mà chỉ kết nối là trong phần YouTube. Còn nếu mà để mà muốn kết nối cả một cái chiếc điện thoại của ta của chúng ta lên màn hình thì model này không làm được. Nó chỉ lên được, nó chỉ chia sẻ được cái hình ảnh ở trong cái phần ứng dụng thôi. Thì cái trôm cát thì nó chỉ có ở trên Facebook và có ở trên YouTube. Thì mọi người phải vào ứng dụng đó ở trên iPhone thì mới chia sẻ hình ảnh sang được. Tiếp là đến cái so sánh với lại một số model của trong phân khúc giá rẻ. Thì model này thì đối với em thì được đánh giá, em nghĩ rằng là đây là model cũng đáng mua. Vì cái phân khúc mà tầm 12 triệu nếu mà so với lại Samsung hoặc là so với lại LG thì nó cũng chỉ cao hơn một chút. Một số những model rẻ rẻ, ví dụ là TU609 thì nó chỉ cao một tí. Thì có thể là mọi người cân nhắc mua được. Tại vì là những cái model mà led nền và màn hình VA như thế này thì hình ảnh xem khá là đẹp mắt, thực sự là rất là đẹp. Còn cái bộ xử lý thì vẫn sử dụng cái bộ xử lý X1 của năm ngoái. Và có thêm một cái nữa, đó là cái model này cũng sử dụng cái công nghệ Chiluminous, tức là phủ thêm một cái lớp chống lượng tử nữa, nên là nó cũng khá tương đương với lại những model của NanoCell và cũng tương đương với những model của QLED. Nên là em nghĩ rằng đây là model đáng mua đấy, mà khá là đáng mua. Thế còn mọi người cân nhắc xem như thế nào. Còn đối với em thì năm nay gần như những người mà
hỏi em về tư vấn về cái dòng 43 và 50 inch thì đa phần em tấn hướng model này và dùng cũng thích thật. Thì đây là về cái model rẻ. Thế còn nếu mọi người phân vân lên những cái dòng ví dụ như là đối Sony, những cái dòng ví dụ như 8000 hoặc là 8500 thì tất nhiên nó sẽ cao hơn rồi. Nó sẽ cao hơn cái gì? Một là ví dụ như cái dòng như 8000, 8500 thì nó tần số quét họ sẽ cao hơn. Nó sử dụng cái tần số quét ảo là motion 800 cơ chứ không phải là motion 200 như model này. Rồi một số những cái công nghệ kết nối thì nó cũng tốt hơn. Nó có cái Apple AirPlay 2 để mình kết nối với iPhone một cách cũng rất là dễ dàng. Ví dụ như vậy. Thế còn đối với Samsung và LG thì như phần đầu em chia sẻ thì một số những cái giá nó khá là sâu. Trong đó thì mọi người quan tâm nhiều thì em khuyên là nên chọn một số những dòng ví dụ như AU8000 hoặc là cái model UP8001 của LG. Cái model UP8001 giá hiện tại bây giờ ở một số siêu thị máy bán rất là tốt. Tại vì model này lúc trước là bọn em vẫn đang giao cho đại lý là giao đến tay đại lý ấy, là 17 triệu 7. Nhưng mà sau đó bên trong kia thì em thấy một số siêu thị điện máy lớn bây giờ họ bán có hơn 15 triệu rồi. Thì cái giá này thì bọn em không đấu được. Mà em khuyên là nếu mọi người muốn chọn model này thì có thể ra ngoài đó. Và model này thì rất đáng mua. Cái UP8001 này nó khá giống với lại cái model UN7400 năm ngoái. Rất nhiều công nghệ cũng khá nổi bật, hình thức đẹp, mua được. Thì mọi người có thể tham khảo. Ngoài ra có một số những model mà nó đang ở trong cái giai đoạn mà hot nhưng mà hàng nó không còn nhiều lắm. Ví dụ như X9000H của Sony, hiện tại bây giờ tổng kho em là còn khoảng tầm 3, như chiều nay cộng là còn khoảng mỗi một kho còn 28 chiếc, một kho còn 18 và một chiếc trình bày. Như vậy là nó chỉ còn có mấy chục cái thôi. Thì những model đó thì mọi người có thể tham khảo ngoài thị trường, nếu như mà có thì cũng mua được. Tránh lại như cái model Nano 86 với Q80T mà lúc mà em bảo mọi người mua thì mọi người chần chừ đến lúc mà nó hết sạch ở Việt Nam rồi thì lại thi nhau hỏi. Thì đây là một số những thông tin em cung cấp thêm để mọi người có cái quyết định mua sắm trong cái giai đoạn này. Đặc biệt là những bác cô chú ở phía Bắc thì em nghĩ giai đoạn này có thể là nếu mà đi mua LG với Samsung là khả năng hợp lý đấy. Mọi người thử ra một số siêu thị lớn xem, em thấy giá sâu phết. Thì đây là em chia sẻ thêm một chút về giá cả và trong cái giai đoạn này. Rất là cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ kênh theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.